Chiều ngày 9 tháng 7, trong buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand, một tin vui đã đến khi tiền đạo trụ cột Huỳnh Như đã bình phục hoàn toàn chấn thương mà cô gặp phải trong buổi tập trước đó. Như đã thông tin trong một pha tranh chấp tại buổi tập sáng ngày hôm qua mùng 8 tháng 7, Huỳnh Như bị đau nhẹ ở chân và buộc phải rời sân. Tuy nhiên sau quá trình điều trị và nghỉ ngơi, trạng thái sức khỏe của cô đã tiến triển đáng kể. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ sau buổi tập. Chúng tôi rất mừng khi Như đã bình phục, Cô ấy là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi và có thể đóng góp rất nhiều cho chiến lược của chúng tôi. Sự trở lại của Huỳnh Như không chỉ làm tăng thêm động lực cho đội tuyển nữ Việt Nam mà còn giúp huấn luyện viên Mai Đức Trung có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật hơn trong trận giao hữu vào ngày mai mùng 10 tháng 7 với đội tuyển nữ New Zealand. Với thông tin này, người hâm mộ của đội tuyển nữ Việt Nam có thể yên tâm rằng đội hình ra sân trong trận giao hữu sắp tới sẽ không thiếu vắng một trụ cột quan trọng như Huỳnh Như. Tiền đạo Huỳnh Như đã tỏ ra hạnh phúc và phấn khích khi có thể trở lại sân tập sau chấn thương. Trong cuộc trao đổi sau buổi tập ngày 9 tháng 7, cô chia sẻ: "Tôi rất vui khi đã hoàn toàn bình phục từ chấn thương và trở lại sân tập. Chúng tôi đang tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ New Zealand và tôi rất mong muốn có cơ hội thi đấu." Huỳnh Như cũng thể hiện sự tự tin trước trận đấu sắp tới. "Chúng tôi hiểu rằng New Zealand là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ đã xác định được chiến thuật và đội hình phù hợp. Với sự hỗ trợ từ các cổ động viên và đồng đội, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt. Khi được hỏi về mục tiêu trong trận đấu sắp tới, Huỳnh Như không ngần ngại. Mục tiêu của tôi là chiến thắng. Chúng tôi đang làm hết sức mình để thực hiện điều đó. Tôi tin tưởng rằng cùng với sự nỗ lực của tất cả mọi người, chúng tôi sẽ có thể đạt được mục tiêu đó. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung rèn chiến thuật trong buổi tập chiều mùng 9 tháng 7. Trước ngày đối đầu với đội tuyển nữ New Zealand, trong không khí nghiêm túc nhưng vui vẻ, các cầu thủ đã tích cực tham gia các bài tập, tập trung vào việc nâng cao sự hiểu biết và thực hiện các pha bóng theo chiến thuật được huấn luyện viên Trung đề ra. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ: "Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng đối thủ và xác định được chiến thuật phù hợp để đối đầu với New Zealand. Chúng tôi sẽ chủ động tấn công, tận dụng tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ" Còn hơn nữa, đội hình 5-4-1 sẽ giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn không gian trên sân và cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho khung thành của mình. Cùng với sự trở lại của tiền đạo trụ cột Huỳnh Như sau chấn thương, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với đội tuyển nữ New Zealand. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đặt kỳ vọng lớn vào đội tuyển nữ Việt Nam trước trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Đội nhà sẽ có được một trận đấu tốt, thể hiện được năng lực của mình trên đấu trường quốc tế. Các fan đặc biệt mong muốn thấy các ngôi sao như Thanh Nhã và Huỳnh Như tỏa sáng, tiếp tục thể hiện tài năng và sự quyết tâm. Họ cũng đang hy vọng vào một kết quả tốt để tạo đà tinh thần cho đội nhà trước thềm World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng hiểu rằng đội tuyển nữ New Zealand là đối thủ không dễ chơi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quyết tâm, họ tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá của New Zealand lại tỏ ra lo lắng trước trận giao hữu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam. Trong nhiều cuộc trao đổi trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người hâm mộ New Zealand đã chia sẻ nỗi lo của mình. Họ biết rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ với nhiều cầu thủ tài năng như Thanh Nhã và Huỳnh Như. Với sự thể hiện ấn tượng tại các giải đấu quốc tế gần đây, các cổ động viên New Zealand lo ngại rằng Đội nhà của họ sẽ phải đối mặt với khó khăn trong những trận đấu sắp tới. Nhiều người hâm mộ cũng lo lắng về tình trạng sức khỏe của một số cầu thủ quan trọng của đội tuyển nữ New Zealand. Họ hy vọng rằng các cầu thủ này sẽ có thể kịp bình phục để tham gia trận đấu với nữ Việt Nam. Dù vậy cũng có không ít người hâm mộ bóng đá New Zealand vẫn tỏ ra lạc quan, tin tưởng rằng dù gặp nhiều khó khăn, đội tuyển nữ New Zealand vẫn có khả năng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam. Họ kỳ vọng rằng huấn luyện viên Jitka Klimkova sẽ có những chiến thuật hợp lý để giúp đội nhà vượt qua thử thách này. Đội tuyển nữ New Zealand là đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 cùng với Australia. Tuy nhiên đội bóng này không được đánh giá cao. Họ đang trong giai đoạn khó khăn khi trải qua 10 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng kể từ sau chiến thắng trước Philippines vào tháng 9 năm 2022. Không những vậy, ở 7 trận đấu trong năm 2023, họ mới chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng. New Zealand hiện đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, xếp cao hơn 6 bậc so với tuyển nữ Việt Nam. Truyền thông New Zealand nhận định, đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Mai Đức Trung là đối thủ lý tưởng để Ali Riley cùng các đồng đội thử sức. Đội tuyển nữ New Zealand cũng chỉ có một trận đấu duy nhất với tuyển nữ Việt Nam trước khi chính thức bước vào vòng chung kết World Cup 2023. Vì vậy mà Ali Riley cùng các đồng đội đang dành sự tập trung cao nhất cho trận đấu này. Theo lịch thi đấu, trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là 12 giờ 30 theo giờ Việt Nam trên sân Marklin Park, sân đấu mà các cô gái của chúng ta đang tập luyện trong những ngày qua. Chờ bàn thắng lịch sử ở World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Để ghi được bàn thắng lịch sử trong lần đầu dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện khâu tạo cơ hội và dứt điểm. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ trong lễ xuất quân của đội nữ trước thềm World Cup. Đối với tôi, cầu thủ nào ghi bàn cũng được. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần ghi bàn ở World Cup 2023 cũng là tạo nên lịch sử rồi. Bên cạnh mục tiêu giành một điểm, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung còn hướng đến bàn thắng trong lần đầu dự giải đấu lớn nhất thế giới. Pha lập công của Nguyễn Thị Thanh Nhã vào lưới Đức ở trận giao hữu hôm 24 tháng 6 càng tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam. Rằng đối đầu với đội bóng mạnh hơn, nhưng nếu có đấu pháp hợp lý bất ngờ có thể xảy ra tất nhiên tầm cỡ world cup thì rất khác trận giao hữu thuần túy từ khâu chuẩn bị chiến thuật tính chất quyết liệt áp lực cho đến sự nghiêm túc của đối thủ vòng chung kết world cup đều sẽ mang tới trải nghiệm nghẹt thở cho đội tuyển nữ việt nam dù thầy trò huấn luyện viên mai đức trung chuẩn bị kỹ càng như thế nào dù vậy đội tuyển nữ việt nam đang chuẩn bị những miếng đánh rất cụ thể để giải quyết khâu ghi bàn ở trận giao hữu với đức cả bảy cú dứt điểm mà thanh nhã cùng các đồng đội dội về cầu môn đối thủ đều đến từ tình huống mở, tức là những pha dàn xếp tấn công bài bản, chủ yếu là bóng sệt. Đây cũng là bài tập chủ đạo của đội nữ ở các buổi tập đã qua. Bởi hạn chế về thể hình so với đối thủ, không có cầu thủ tấn công nào cao trên 1m70, nên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ưu tiên phối hợp bóng sệt, đập nhà nhanh, tận dụng khả năng bất tốc quãng ngắn hay dê bóng lắt léo để tạo đột biến. Trong các buổi tập, giáo án rèn khâu tấn công của ban huấn luyện đội nữ rất đa dạng từ phối hợp trung lộ đến tấn công biên rồi căng ngang trả ngược cho tiền đạo dứt điểm. Cầu thủ nào có tốc độ để thoát bóng rồi thực hiện đường truyền, cầu thủ nào đóng vai trò chim mồi, cầu thủ nào dứt điểm đều được phân vai rất rõ ràng. Tuy nhiên hiệu quả dứt điểm của các cầu thủ có lẽ là chưa đạt yêu cầu, khi không ít cú sút một chạm trong vòng cấm của những tiền đạo như Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Hải Yến hay cả đội trưởng Huỳnh Như, hoặc là thiếu lực, hoặc là thiếu chính xác. Đối mặt với đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup là những thủ môn hậu vệ ở đẳng cấp cao nhất thế giới. Do đó việc xử lý nhanh, dứt điểm quyết đoán, chắt chiêu từng thời cơ là vô cùng cần thiết. Trong các buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đặc biệt chú ý khâu dứt điểm của tiền đạo khi liên tục nhắc nhở Hải Yến cùng đồng đội phải rất tập trung, dứt điểm quyết đoán và duy trì cảm giác sút tốt. Bởi World Cup sẽ rất khác những giải đấu mà tuyển nữ Việt Nam từng tham dự như là SEA Games, ASEAN hay vòng loại Olympic. Để có được khoảng 2 hay 3 cơ hội dứt điểm, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ phải nỗ lực rất nhiều, chạy mệt nhoài cả trận và tranh chấp quyết liệt với đối thủ. Cơ hội ít, đồng nghĩa nếu muốn ghi bàn, các cầu thủ phải chắt chiêu cơ hội, nỗ lực xử lý táo bạo hơn. Trong những buổi tập gần đây, ban huấn luyện tạo cơ hội tập băng cắt dứt điểm cho mọi cầu thủ, yêu cầu từng tiền vệ, tiền đạo phải sút bóng tốt bằng hai chân, sút ngay khi có khoảng trống. Độ khó của bài tập cũng được nâng cao hơn, cho gần giống với tình huống cụ thể ở trên sân. Việc va chạm với những hậu vệ, tiền vệ cực mạnh cả về thể hình lẫn kỹ thuật của đối thủ sẽ tạo ra sức ép. Đây là áp lực ở cả khía cạnh tâm lý lẫn chuyên môn mà đội tuyển nữ Việt Nam khó tránh khỏi trong lần đầu đối diện. Dù vậy, kinh nghiệm là thứ chỉ tích lũy được từ những trận đấu. Thất bại trong thực tế để ban huấn luyện cùng cầu thủ đúc rút dần. Đội tuyển nữ Việt Nam đang làm tốt nhất trong khả năng. Đó là đa dạng đấu pháp và nghiên cứu đối thủ để tìm ra điểm yếu còn để tìm được bàn thắng lịch sử dù không dễ dàng nhưng quá trình chuẩn bị nghiêm túc cùng với đà tiến bộ vượt bậc của huỳnh như cùng với đồng đội đã đủ nhiều để mang lại niềm tin cho người hâm mộ